Nghệ thuật vẽ hình trên cà phê hay còn gọi là latte art thực chất là không mới, nhưng nếu vẽ hẳn một bức chân dung trên mặt cốc cà phê thì lại là một chuyện mới thấy ở một quán cà phê tại Philippines. Khách hàng ở quán cà phê Bunny Baker ở Manila, Philippines, từ nay có thể gọi một cốc cà phê có hình chân dung mà không phải trả thêm một đồng nào. Đây là cách mà anh Jack Johnson, chủ quán, cũng đồng thời là một họa sĩ, làm ra để thu hút khách về quán mình. Với cà phê, sô-cô-la đen, kem, sữa và một cái muỗng, anh Johnson có thể tạo ra một tác phẩm chân dung ngay trên mặt cốc cà phê. Trước nay, cà phê latte thường chỉ vẽ thành hình chiếc lá hoặc là trái tim. Còn tôi muốn tạo ra một cái gì đó đặc biệt hơn thế. Khách hàng họ rất thích. Nhưng tôi muốn hơn thế nữa. Tôi không chỉ vẽ cho họ, tôi cũng muốn vẽ cho con cái họ, bạn bè của họ hoặc bất kỳ nhân vật hoạt hình nào. Johnson cho biết anh chưa hề học qua lớp pha chế cà phê hay là vẽ hình latte nào mà toàn bộ đều tự học trong vòng 3 tháng. Khó khăn lớn nhất là làm sao hoàn thành tác phẩm trong thời gian ngắn nhất trước khi cà phê nguội đi. Tôi thật sự rất bất ngờ. Thông thường thì tôi chỉ thấy vẽ tim hay là hình đơn giản mà thôi. Ngoài việc bán cà phê, buổi tối anh Johnson còn mở thêm lớp dạy vẽ latte. Anh dự định sẽ mở thêm nhiều lớp nữa và phát triển thêm những kỹ năng mới, chẳng hạn như là tạo hình 3D hoặc thêm một chút lấp lánh vào tác phẩm của mình.